Chào các em học sinh lớp 9 trường Châu Văn An. Ở những tiết học vừa qua, chúng ta đã tìm hiểu qua được bốn vùng kinh tế của nước ta. Đó chính là vùng Trung Du miền núi Bắc Bộ là vùng kinh tế thứ nhất. Vùng kinh tế thứ hai đó là đồng bằng sông Hồng. Vùng kinh tế thứ ba đó là Bắc Trung Bộ. Và vùng kinh tế thứ tư đó là Duyên Hải Nam Trung Bộ. Ngày hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu tiếp vùng kinh tế thứ năm vậy vùng kinh tế thứ năm này à, đó là vùng nào thì mời các em quan sát một số những cái bức tranh sau đây rồi chúng ta sẽ đoán xem tên của vùng kinh tế thứ năm này nhé đầu tiên là chúng ta xem những cái bức tranh về những cái ngôi nhà của người dân à, nơi đây à, tiếp theo là chúng ta sẽ xem những cái hoạt động về nông nghiệp các cây trồng và vật nuôi à, cũng như là đất đai của cái vùng này à, và một số những cái phong cảnh của nơi đây như vậy sau khi chúng ta xem à, à, các cái bức ảnh vừa rồi thì chúng ta có thể đoán biết được vùng kinh tế thứ năm này à, đó là vùng kinh tế nào hay không các em à, vùng kinh tế thứ năm này đó chính là vùng tây nguyên như vậy vùng tây nguyên này chúng ta sẽ tìm hiểu qua hai bài đó là bài 28 và bài 29 ở bài 28 thì chúng ta sẽ tìm hiểu qua hai nội dung nội dung thứ nhất chúng ta sẽ tìm hiểu về phần vị trí địa lý giới hạn lãnh thổ à, chúng ta sẽ tìm hiểu phần diện tích của vùng đây là bảng số liệu về diện tích và dân số của các vùng kinh tế ở nước ta năm 2002. À, dựa vào à, cái bảng số liệu này, chúng ta sẽ cho biết diện tích cũng như số dân của vùng tây nguyên là bao nhiêu và sau đó chúng ta so sánh à, diện tích và dân số của vùng này so với các cái vùng kinh tế khác. À, vùng tây nguyên có diện tích là 54.475 km vuông à, và có cái số dân là 4,4 triệu người. À, với cái diện tích là 44.475 km vuông này thì chúng ta so sánh với các cái vùng kinh tế khác thì chúng ta thấy tây nguyên là vùng có cái diện tích lớn thứ hai ở nước ta sau trung du miền núi bắc bộ. À, còn xét về dân số thì chúng ta thấy so sánh cái số dân của vùng này so với các cái vùng kinh tế ở nước ta thì tây nguyên là vùng có dân số thấp nhất. À và cái diện tích của cái vùng này chiếm 16,5% diện tích của cả nước còn dân số thì chiếm 5,5% số dân của cả nước tiếp theo đây chúng ta sẽ dựa vào cái lực đồ tự nhiên của vùng tây nguyên chúng ta sẽ kể tên các cái tỉnh trong vùng này đầu tiên chúng ta sẽ kể tên cái vùng cái tỉnh nằm ở cái vùng tây nguyên này trước đó là tỉnh công tâm cái tỉnh thứ hai à, đó tính là tỉnh gia lai tỉnh thứ ba đó là tỉnh đắk lắc tỉnh thứ tư đó là tỉnh đắk nông à, và tỉnh thứ năm đó là tỉnh lâm đồng à, như vậy à, vùng tây nguyên có tất cả là 5 tỉnh các em nhé cô nhắc lại là vùng tây nguyên có tất cả là 5 tỉnh Tiếp theo chúng ta sẽ à, xác định cái phần vị trí địa lý giới hạn của vùng Tây Nguyên. À, chúng ta nhìn vào trong lược đồ nè, thì chúng ta thấy là ở phía Tây của vùng Tây Nguyên nè, à, nước à, phía Tây của Tây Nguyên giáp với à, à, Hạ Lào và Đông Bắc của Campuchia. À, còn phía Bắc, à, phía Đông và phía Đông Nam của à, vùng thì giáp với à, Duyên Hải Nam Trung Bộ. À, còn phía... À, tây nam thì giá với đông nam bộ và chúng ta nhìn thật kỹ cái phần vị trí giới hạn lãnh thổ của vùng tây nguyên thì chúng ta thấy vùng tây nguyên là một trong bảy vùng kinh tế của nước ta không giáp biển cô nhắc lại là tây nguyên là vùng duy nhất ở nước ta không giáp biển với cái vị trí địa lý như trên nó có ý nghĩa như thế nào đối với việc phát triển kinh tế của vùng à, chúng ta thấy là à, cái vùng tây nguyên này nè à, đặc biệt là công tâm này chúng ta thấy là vùng này à, nằm ở ngã ba của à, biên giới ba nước đó là à, việt nam lào và campuchia à, nên là, à, vùng này thuận lợi cho việc à, à, giao lưu buôn bán bằng đường bộ với Campuchia cũng như là nước Lào bên cạnh đó vùng giáp với Duyên Hải Nam Trung Bộ và Đông Nam Bộ đặc biệt là Đông Nam Bộ nè Đông Nam Bộ là một cái vùng kinh tế năng động nhất phát triển nhất ở nước ta do đó là vùng Tây Nguyên có thể là tiếp thu những cái thành tựu khoa học kỹ thuật của vùng Đông Nam Bộ và cũng là một cái thị trường tiêu thụ hàng hóa của vùng Đông Nam Bộ và cũng đồng thời Tây Nguyên cũng là nơi cung cấp nguyên liệu cho vùng Đông Nam Bộ nha. Như vậy thì chúng ta thấy với cái vị trí địa lý như vậy, Tây Nguyên dễ dàng giao lưu với các vùng trong nước và giữa nước ta với nước ngoài. Như vậy là vừa qua chúng ta đã tìm hiểu xong nội dung thứ nhất đó là phần vị trí địa lý giới hạn lãnh thổ. Đây là phần nội dung ghi bài của các em. À, chúng ta sẽ tìm hiểu nội dung thứ hai à, đó là phần điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên à, chúng ta sẽ dựa vào cái lược đồ à, tự nhiên của à, tây nguyên cũng như là À, nội dung trong sách giáo khoa à, chúng ta sẽ nêu những cái đặc điểm về điều kiện tự nhiên trong đó gồm có địa hình khí hậu sông ngòi đất đai cũng như là tài nguyên khoáng sản à, và tài nguyên rừng của vùng tây nguyên à, và sau đó chúng ta sẽ trả lời tiếp câu hỏi kế tiếp là à, với những cái yếu tố trên nó sẽ mang đến những cái thuận lợi và khó khăn gì cho sự phát triển kinh tế của vùng đây là câu hỏi mà chúng ta cần giải đáp ở phần nội dung thứ hai này đầu tiên là chúng ta sẽ tìm hiểu về điều kiện tự nhiên trước. Chúng ta sẽ tìm hiểu về yếu tố thứ nhất đó là địa hình. À, hãy nêu cái đặc điểm địa hình của vùng tây nguyên. Chúng ta nhìn cái màu sắc thể hiện trong cái lược đồ này, thì chúng ta thấy cái màu à, cam là phần chiếm diện tích nhiều nhất à, trong cái vùng tây nguyên. À, như vậy thì cái địa hình của tây nguyên đó là địa hình gì? Ở đó là chủ yếu là địa hình à, cao nguyên. Nơi đây có nhiều cao nguyên. À, xếp tầng và có cái bề mặt tương đối bằng phẳng và rộng lớn như vậy ở vùng tây nguyên này à, có tất cả là à, những cái cao nguyên nào thì chúng ta sẽ lần lượt xác định các cái cao nguyên đó trên lượt đồ đầu. À, đầu tiên chúng ta nhìn ở phía bắc này chúng ta thấy có à, cao nguyên công tâm thuộc tỉnh công tâm nè kế đến đó là cao nguyên pleiku à, thuộc tỉnh gia lai à, cao nguyên thứ ba đó là cao nguyên đắk lắc thuộc tỉnh đắk lắc À, cao nguyên thứ năm đó là cao nguyên Mơ Nông à, thuộc tỉnh à, Đắk Nông và à, cao nguyên Lâm Viên, à, cao nguyên Di Linh thuộc à, Lâm Đồng. À, vì sao à, người ta gọi đây là các cao nguyên xếp tầng? Bởi vì độ cao của các cao nguyên này nó khác nhau nó không có giống nhau nó có sự chênh lệch nhau à, ví dụ như là à, cao nguyên công tâm nè cao nguyên đông công tâm có độ cao là từ 900 cho đến 1.300m à, còn với cao nguyên Pleiku thì có độ cao trung bình khoảng từ 750 đến 800m à, cao nguyên Đắk Lắk thì có độ cao trung bình là từ 300 đến 800m à, cao nguyên Lâm Viên thì có độ cao là từ 900 đến 1.600m và cao nguyên Di Linh thì có độ cao trung bình là từ 800 đến 1.000m như vậy do các công nguyên này cái độ cao nó khác nhau nó không có giống nhau nên người ta gọi đó là các con nguyên xếp tầng mời các em quan sát một số những cái nội dung về những cái công nguyên nơi đây các em thấy đồi núi nơi đây cái độ cao của các cái công nguyên nơi đây không có giống nhau ha đầu tiên đó là những con nguyên như là công nguyên công tâm Công nguyên Pleiku, công nguyên Lâm Viên và công nguyên Đắk Lắk. Tiếp theo chúng ta sẽ xem tiếp những cái công nguyên kế tiếp nữa. Đó là công nguyên Công Tâm, công nguyên Lâm Viên và công nguyên Di Linh. À, công nguyên Lâm Viên và công nguyên Di Linh là cô nhắc lại đây là hai công nguyên thuộc tỉnh Lâm Đồng. À, như vậy à, vừa qua chúng ta đã tìm hiểu qua phần đặc điểm địa hình của Tây Nguyên Tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu về cái mạng lưới sông ngòi nơi đây à, Dựa vào trong lược đồ hãy xác định những cái dòng sông bắt nguồn từ Tây Nguyên à, đổ về các cái vùng lân cận à, Đầu tiên là chúng ta xác định trên cái lược đồ nè Chúng ta thấy có cái con sông Sê-san nè à, Sông Sê-san bắt nguồn từ công nguyên công tâm à, đổ nước về phía bên Campuchia À, kế đến đó là một, à, con sông Ba à, Sông Ba cũng bắt nguồn từ à, cao nguyên Pleiku à, Đổ nước à, vào cái vùng lân cận Đó là cái vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ nè, Rồi sau đó đổ ra Biển Đông à, à, Kế đến đó là à, con sông à, à, Srebok Con sông Srebok Con sông này nó cũng bắt nguồn từ à, à, Các cái cao nguyên như là Pleiku à, Và nó cũng đổ nước về campuchia con sông se san và con sông prebok này nó đổ nước về à, sông mê công và chúng ta biết là sông mê đoạn cuối của con sông này à, là nó chảy trên lãnh thổ của việt nam ở vùng đồng bằng à, nam bộ và sau đó nó đổ ra biển với chính cửa sông à, và một cái con sông của cái vùng này nữa đó là sông đồng nai à, sông đồng nai bắt nguồn từ công nguyên lâm viên và nó đổ nước à, à, đến cái vùng lân cận đó là vùng đông nam bộ như vậy thì chúng ta thấy mạng lưới sông ngòi nơi đây là có tất cả là bốn hệ thống sông lớn nhìn chung thì mạng lưới sông ngòi nơi đây thì chúng ta thấy sông ngòi ở đây là nguồn nước khá là phong phú nhất là nước ngầm như vậy cô nhắc lại là tây nguyên là nơi bắt nguồn của nhiều dòng sông chảy về những cái vùng lãnh thổ lân cận tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu tiếp cái yếu tố thứ ba đó là yếu tố về khí hậu nền tảng chung của khí hậu Việt Nam đó là khí hậu nhiệt đới ẩm tuy nhiên những cái vùng mà càng nằm gần phía nam của nước ta thì sẽ càng gần với xích đạo nên khí hậu của các vùng này là mang tính chất là cận xích đạo là phần lớn nhưng ở tây nguyên này khí hậu nơi đây có sự phân hóa theo độ cao càng lên cao thì chúng ta biết là cái thời tiết nó càng có sự thay đổi bởi vì cái nhiệt độ không khí nó thay đổi À, nó giảm dần khi lên cao do đó trên các cao cao nguyên thường là khí hậu à, sẽ mát mẻ hơn so với chân núi cũng như là mát mẻ hơn à, so với à, vùng đồng bằng à, đặc biệt là ở cái vùng đồng bằng nam bộ à, kế đến chúng ta sẽ tìm hiểu về đất đai khi nãy các em có thấy một cái hình ảnh mà cô cho các em xem à, cái đất đặc trưng của cái vùng này à, đó chính là à, đất Ba Giang đất này nó có màu đỏ vàng à, và đất Ba Giang của cái vùng Tây Nguyên này chiếm 1,36 à, triệu ha à, tương đương với 66% diện tích à, đất Ba Giang của cả nước. À, như vậy là ở nước ta vùng tây nguyên này là đất ba giang là tập trung đến 66% các em nhá như chúng ta biết là đất ba giang thì à, nó rất là tốt à, đặc biệt là nó tốt cho các cái loại cây công nghiệp phát triển kế đến là chúng ta sẽ tìm hiểu về cái yếu tố kế tiếp đó là yếu tố khoáng sản chúng ta nhìn trên cái lược đồ nè chúng ta thấy trên lược đồ của tây nguyên à, có à, các cái khoáng sản mà chủ yếu đó là nhôm hay chúng ta còn gọi là bôxit á ở nước ta thì bôxit có ở nhiều nơi cao bằng, lạng sơn ở đông nam bộ, ở tây nguyên nhưng mà phần lớn là bôxit là tập trung ở vùng tây nguyên và cái trữ lượng của cái khoáng sản này ở cái vùng này tới 3 tỷ tấn lần ngoài ra thì vùng này còn có thêm đá axit và axen nhưng mà chủ yếu đó là xít như vậy là vừa qua chúng ta đã tìm hiểu qua về các cái yếu, yếu tố tự nhiên của vùng thì cô sẽ nhắc lại những cái yếu tố đó một xíu những cái yếu tố đó nó cũng là cái nguồn tài nguyên thiên nhiên chủ yếu của cái vùng tây nguyên cái yếu tố thứ nhất cô nhắc lại cái nguồn tài nguyên thứ nhất của vùng đó là đất Ba Giang à, Đất này chiếm 66% diện tích đất Ba Giang của cả nước Nó rất thích hợp cho việc trồng các cây công nghiệp à, tiêu biểu Đó là cây cà phê, cao su, điều, hồ tiêu, bông, chè, dâu tầm vân v Và à, đây là những à, sản phẩm nông nghiệp à, tạo điều kiện cho cái ngành công nghiệp chế biến nông sản phát triển Bên cạnh đó thì à, vùng có rất nhiều rừng, đặc biệt là rừng tự nhiên. À, rừng tự nhiên nơi đây à, có diện tích khoảng là 3 triệu ha, chiếm 29,2% diện tích à, rừng tự nhiên của cả nước. Trong 7 vùng kinh tế thì à, Tây Nguyên là vùng có nhiều rừng nhất ở nước ta. À, và đó chính là cơ sở để phát triển ngành à, khai thác chế biến lâm sản, đồng thời à, cũng là à, nơi có thể phát triển ngành du lịch. À, cái à, nguồn tài nguyên kế tiếp đó là à, khí hậu và nguồn nước à, với khí hậu cần xích đạo à, có sự thay đổi theo độ cao à, nó rất thích hợp cho việc trồng các loại à, cây trồng à, thúc đẩy cho ngành à, nông nghiệp phát triển à, đồng thời với cái khí hậu núi cao à, mát mẻ đó cũng à, tạo điều kiện cho ngành du lịch phát triển à, còn về à, sông ngòi thì khi nãy cô nói là vùng có bốn hệ thống sông lớn, cái nguồn nước nơi đây là khá dồi dào, cái tiềm năng thủy điện của vùng rất là lớn chiếm trăm à, trữ lượng thủy điện của cả nước. À, đây là một cái điều kiện thuận lợi à, để vùng có thể phát triển ngành à, công nghiệp thủy điện, à, ngành du lịch à, cũng như là tạo điều kiện cho cái ngành nông nghiệp phát triển à, và vùng có có trữ lượng bôxit vào loại lớn cũng là cơ sở để vùng phát triển ngành công nghiệp khai thác khoáng sản. À, đây là một số những cái hình ảnh về đất Ba Giang cũng như là các loại cây công nghiệp đặc trưng của vùng à, nước ta. Cây cà phê được trồng nhiều nhất là ở vùng Tây Nguyên các em nhé. kế đến đó là cao su và hồ tiêu. À, sau đây là một số những cái hình ảnh về cây chè. À, các em nhớ lại cô đã từng nói qua là nước ta à, vùng à, mà trồng chè nhiều nhất ở nước ta đó là vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ à, và cái vùng trồng chè lớn thứ hai của nước ta đó chính là vùng Tây Nguyên nha các em nhé. À, ngoài chè ra thì à, ở vùng Tây Nguyên này người ta còn trồng thêm một số loại hoa quả của vùng ôn đới. À rừng nơi đây có uh, rất nhiều uh, và uh, trong rừng có rất nhiều uh, những cái cây gỗ quý như là cẩm lai, uh, gụ mật, uh, nghiến, trắc sến và có rất nhiều chim muôn uh, thú quý như là uh, voi, bò tót, gấu vân vân. Uh, đây là cũng là một trong những cái vườn uh, quốc gia uh, tạo điều kiện cho cái ngành du lịch phát triển sau đây chúng ta thấy một số những cái hình ảnh về những cái thác nước của vùng này, à, rồi những cái phong cảnh đẹp của vùng như biển hồ à, ở đắk lắk, rồi phong cảnh đà lạt, núi lâm bi an đây là cái nguồn tài nguyên thiên nhiên của vùng à, tạo điều kiện cho cái ngành du lịch sinh thái phát triển, à, một số những cái hình ảnh về thủy điện gia ly của vùng. À. thủy điện xe san, thủy điện Rê-lin. Nhưng mà bên cạnh những cái điều kiện thuận lợi à, tạo điều kiện cho nông nghiệp, à, tạo điều kiện cho ngành chế biến à, à, nông sản, à, ngành khai thác khoáng sản phát triển và ngành du lịch phát triển thì ở vùng gặp không ít những cái khó khăn và những cái khó khăn thường xảy ra ở vùng tây nguyên đó là những cái khó khăn nào? Mời các em quan sát à, một số những cái bức tranh sau đây. Các em nhìn bức tranh thứ nhất này các em thấy cái quan cảnh nơi đây như thế nào các em? Đây là một cái con sông. À, nhưng mà con sông này các em thấy nguồn nước nơi đây nó như thế nào? Nó rất là ít, rất là cạn. À, mùa khô các cái con sông ở cái vùng Tây Nguyên à, thường à, là à, khô cạn đi như thế này nè. À, mùa khô nơi đây kéo dài từ 4 đến 5 tháng à, nên nó gây ra cái vấn đề là à, thiếu nước hạn hán thiếu nước à, cây trồng à, thì khô cằn đất đai thì nứt nẻ nè thấy không? và nó cũng thường à, dễ gây ra cái hiện tượng là cháy rừng đó là những cái khó khăn về thiên nhiên. Bên cạnh đó thì vùng còn gặp không ít những cái khó khăn. Đây là vùng có trên 25 dân tộc sinh sống và các cái dân tộc ít người ở đây họ thường hay chặt phá rừng bừa bãi khiến cho những cái khu rừng nơi đây diện tích càng ngày càng bị thu hẹp dần đi. Như vậy hậu quả của việc phá rừng việc phá rừng sẽ đem đến những cái hậu quả gì cho vùng các em như chúng ta biết khi nãy cô có nói là rừng tây nguyên có cái trữ lượng lớn nhất ở nước ta trong rừng thì có nhiều gỗ quý nhiều chim muông thú quý mất rừng thì ở tây nguyên sẽ làm suy giảm tính đa dạng sinh vật của đất nước có ảnh hưởng rất lớn đến hàng vạn người dân làm nông nghiệp nơi đây vùng Tây Nguyên được xem là nóc nhà phía Nam của bán đảo Đông Dương là nơi bắt nguồn của nhiều dòng sông chảy về những cái vùng lãnh thổ lân cận như là Duyên Hải Nam Trung Bộ Đông Nam Bộ Đông Bắc Campuchia mất rừng nơi đây chẳng những ảnh hưởng đến dân sinh, ảnh hưởng đến môi trường sinh thái và nhiều cái hoạt động kinh tế của vùng như trồng cây, công nghiệp, về thủy điện, về chế biến lâm sản, du lịch, vân vân, mà nó còn ảnh hưởng đến môi trường và nhiều cái hoạt động kinh tế của lãnh thổ của các vùng lân cận. À, và việc phá rừng nó sẽ khiến cho à, cái vùng nơi đây nó sẽ à, dẫn đến cái tình trạng là đất trống đồi trọc các em nhìn cái hình ảnh nè chúng ta thấy đất trống đồi trọc và từ đó nó sẽ dẫn đến đất nơi đây nó sẽ dễ bị thoái hóa đi à, đây là những cái hình ảnh về những cái khó khăn à, thiên tai thường xảy ra ở vùng đó là hạn hán lũ lụt bên cạnh đó còn có cái hiện tượng sạt lở đất và xói mòn đất nữa à, như vậy à, giải pháp để góp phần bảo vệ môi trường của tây nguyên đó là gì đó là nâng cao ý thức bảo vệ rừng à, của cộng đồng dân cư à, quản lý tốt các cái khu rừng phòng hộ à, các cái vườn quốc gia à, đối với những cái khu rừng sản xuất à, khai thác phải đi đôi với à, khoanh vùng à, trồng rừng à, cái yếu cái giải pháp thứ nhất là à, bảo vệ rừng và trồng rừng các em nha à, cái đến đó là à, phát triển thủy lợi và cô nhắc lại à, là à, với cái à, à, rừng tây nguyên à, thì chúng ta cần phải à, bảo vệ tốt cái môi trường nơi đây à, phải quy hoạch phát triển hợp lý cái diện tích trồng rừng trồng cây công nghiệp nơi đây bằng cách là khuyến khích người dân nơi đây phát triển cái mô hình kinh tế nông lâm kết hợp xử lý nghiêm các cái trường hợp vi phạm pháp luật về việc bảo vệ rừng bởi vì bảo vệ rừng nó sẽ có ảnh hưởng rất lớn đến các cái vùng kinh tế phía nam của đất nước cũng như là các nước láng giềng như vậy là vừa qua chúng ta đã tìm hiểu qua nội dung thứ hai của à, vùng tây nguyên đó là phần điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên của vùng à, đây là cái phần nội dung ghi bài của các em nè à, với cái bài 28 này nó có cái phần nội dung thứ ba đó là đặc điểm dân cư xã hội phần này các em sẽ à, tự học các em nha. Sau đây cô sẽ hướng dẫn các em một cái bài tập. À, đây là cái bài tập số 3 ở sách giáo khoa trang 105. À, cái bài tập này người ta yêu cầu sau đây à, dựa vào cái bản số liệu về độ che phủ rừng của các tỉnh của Tây Nguyên năm 2003. À, chúng ta sẽ vẽ cái biểu đồ thanh ngang thể hiện độ che phủ rừng à, theo tỉnh và sau đó cho nhận xét từ trước tới nay các em chưa bao giờ nghe nói đến việc vẽ biểu đồ thanh ngang có không nè? cái biểu đồ thanh ngang này nó có hơi khác so với cái những cái biểu đồ mà cô đã từng hướng dẫn qua các em. à chúng ta sẽ dựa vào cái à, à, bảng số liệu chúng ta sẽ à, đầu tiên chúng ta sẽ vẽ cái hệ trục. À, À, tuy nhiên với cái biểu đồ thanh ngang này thì cái trục thẳng đứng này à, nó thể hiện các tỉnh nha các em nha còn cái trục thanh ngang này nó sẽ thể hiện đơn vị phần trăm à, chúng ta sẽ vẽ à, dựa vào cái bảng số liệu đầu tiên là chúng ta vẽ công tâm trước nè à, chúng ta xem công tâm à, sau đó chúng ta vẽ đắk lắc đắk nông và lâm đồng và cô nhắc lại là các em phải dựa vào cái số liệu nha à, ở đây nè trong cái thanh ngang này nè À, cô chia nó ra làm à, 5 đoạn bằng nhau mỗi một đoạn là tương ứng 20% phần à, 5 đoạn tương ứng là 100% phần thì công tâm à, chiếm 64% thì chúng ta canh ở đây là 70 nè à, 65 nằm ở vị trí này thì 64 chúng ta giống xuống chúng ta kẻ cái cột thứ nhất nè ha à, tương tự như vậy chúng ta căn cứ vào số liệu của tỉnh Gia Lai là 49,2 phần ở đây là 40 nè 50 ở vị trí này thì chúng ta sẽ canh, chúng ta sẽ vẽ à, cái cột thứ hai, cột thứ ba là 50,2 nè, cột thứ tư là của Lâm Đồng là 63,5. Ha. À, sau khi chúng ta vẽ xong cái biểu đồ này rồi thì chúng ta ghi tên cái biểu đồ. À, à đây là biểu đồ thể hiện độ che phủ rừng của các tỉnh à, của Tây Nguyên. Và cô nhắc lại là vấn đề vẽ cái biểu đồ thì à, cô đã hướng dẫn các em rất là nhiều cái biểu đồ rồi. Tuy nhiên đây là cái biểu đồ thanh ngang. À, do đó là các em sẽ vẽ những cái cột nó sẽ nằm ngang nha các em nha chứ nó không nằm dọc giống như à, mỗi khi chúng ta vẽ những cái biểu đồ à, cột chồng hoặc là biểu đồ cột ghép biểu đồ cột đơn à, tiếp theo đây chúng ta sẽ trả lời một số những cái câu hỏi trắc nghiệm sau đây câu hỏi thứ nhất hãy cho biết cao nguyên nào à, sau đây không thuộc vùng tây nguyên a đắk lắc b mộc châu c lâm viên và à, D là mơ nông. Trong bốn cao nguyên mà cô đọc tên thì cao nguyên nào là cao nguyên không thuộc Tây Nguyên các em? Đó là cao nguyên Mộc Châu. À, cao nguyên Mộc Châu này thuộc à, vùng Trung Du miền núi Bắc Bộ nha các em nhé. À, kế đến câu hỏi thứ hai à, Tây Nguyên nào có trữ lượng không lớn ở Tây Nguyên? Câu A là Thủy Điện, B là Thủy Sản, C là Đất Ba Giang và D là Rừng hồi nãy cô có nói là nơi đây có bốn hệ thống sông lớn nên cái nguồn nước nơi đây là khá dồi dồi dào và trữ năng à, thủy điện à, rất là lớn à như vậy là chúng ta loại câu a nè à, còn với à, câu b thì à, vùng tây nguyên là vùng không giáp biển không giáp biển thì không có phát triển kinh tế biển trong đó có đánh bắt nuôi trồng thủy sản à như vậy thì thủy sản của vùng này phần lớn là thủy sản nước ngọt chứ không có thủy sản nước mặn à, à rồi đất ba gian nơi đây chiếm 66% đất ba gian của cả nước à, diện tích rừng là đứng à, thứ nhất trong 7 vùng kinh tế à như vậy thì trong bốn đáp án này chúng ta sẽ loại cái đáp án B nè đó là cái đáp án thủy sản nè à như vậy là chúng ta chọn cái à, cái, cái 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 đáp án B nè À, còn ba à, cái đáp án còn lại là đáp án sai bởi vì cái câu hỏi ở đây người ta hỏi là không lớn. À, bây giờ chúng ta qua đến câu hỏi thứ ba. Vùng tây nguyên có những cái điều kiện thuận lợi để phát triển ngành gì? Thứ nhất trồng cây ăn quả. Thứ hai trồng cây công nghiệp. Thứ ba là trồng cây công nghiệp ngắn ngày và thứ tư là trồng cây công nghiệp lâu năm. Đất Ba Giang nơi đây chiếm đến 66% diện tích của cả nước, rất thích hợp cho trồng cây công nghiệp, đặc biệt đó là cây công nghiệp lâu năm. Vậy chúng ta sẽ chọn đáp án đúng nhất là đáp án thứ tư là đáp án D. Câu hỏi cuối cùng, những con sông nào bắt nguồn từ vùng Tây Nguyên chảy về Campuchia? A. Sông Sê San, sông Rê B. sông ba sông rê bóc à, c là sông đồng nai sông rê bóc và d là sông đa nhiêm và sông xê san à, chúng ta chọn đáp án nào các em chúng ta sẽ chọn đáp án đó là đáp án a sông xê san và sông rê bóc như vậy là vừa qua chúng ta đã tìm hiểu qua hai nội dung của vùng tây nguyên đó là phần vị trí địa lý giới hạn lãnh thổ và điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên như vậy là ở bài 29 chúng ta sẽ tìm hiểu tiếp ở hai nội dung kế tiếp đó là tình hình phát triển kinh tế và các trung tâm kinh tế của vùng các em về nhà các em xem trước nội dung bài 29 các em nha À, các em ở nhà các em sẽ ôm cho cô à, nội dung của các bài à, Đó là bài 23, 24, 25, 26 trước à, Đây là những cái bài mà chúng ta sẽ à, chuẩn bị thi học kỳ à, Do đó các em sẽ ôn tập cho cô 4 bài 4 bài xa cùng này trước Đó là à, bài 23, 24, 25, 26 nha các em nhé. Đó là vùng à, Bắc Trung Bộ và Duyên Hải Nam Trung Bộ à, Bài học hôm nay đến đây là tạm dừng À cô chào tạm biệt các em, hẹn gặp lại các em ở tiết học sau.